Dạ, yeah, hát tốt cả hai loa hả mấy bác hả? Nội mà em nhắc điện thoại thôi nghe đã về rồi. Quánh ghê lắm. Dạ, yeah. Nguyên zin bụi bãi nha. Yeah. Hàng bãi chứ không phải hàng phân phối đây ha. Mấy bác ép em quá. Chỉ có chóc có miếng bêu thôi. Bởi vậy thì em bào qua luôn. 2 phút đồng hồ em bào sạch cái này, em lột luôn cái bêu đó ra, vậy là xong chứ có gì đâu. Tại vì cái này nó lót là nãy mà. Nó lót nãy mà. Chứ đâu có phải cái gì ghê gớm đâu mà mấy bác mấy một số bác đi gọi nhắn tin rồi gì. Tan nát hết rồi, sao ghê vậy rồi này nọ. Ok. Cái này mà quấn với lại âm ly ha. Âm ly tai phone này thôi, nhức nách.